Bivot, giải pháp học cổ đông trực tuyến số 1 Việt Nam. Bivot là giải pháp tuyệt vời không chỉ trong mùa dịch Covid mà còn là xu thế công nghệ của tương lai. Với Bivot, mọi doanh nghiệp có thể dễ dàng tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, tiết kiệm chi phí, cổ đông biểu quyết online dù ở bất kỳ đâu. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain minh bạch, công khai và toàn vẹn dữ liệu, kết quả bỏ phiếu hợp pháp và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, hệ thống cho phép hàng triệu người truy cập một lúc mà không xảy ra nghẽn mạng. Truy cập ngay website hocodong.bivot.vn để đăng ký tư vấn miễn phí và dùng thử ngay hôm nay. Liên hệ hotline để được giải đáp mọi thắc mắc. Nên chọn VinFast Lux SR 2.0 hay Peugeot 5008? Đây là câu hỏi của bạn Hiếu Anh đăng tải trên VN Express ngày 7 tháng 12 năm 2020 trong chuyên mục Xe tư vấn câu hỏi tư vấn. Ngoài ra thì bạn Hiếu Anh còn nhắn gửi thêm: tôi phân vân giữa hai lựa chọn bản đầy đủ của VinFast Lux SR 2.0 hay là bản đầy đủ của Peugeot 5008. Nhờ mọi người có kinh nghiệm tư vấn thêm để tôi có sự lựa chọn phù hợp. Theo kết quả thăm dò ghi nhận ngày 8 tháng 12 năm 2020 thì đã có 1.506 biểu quyết tham gia. Trong đó lựa chọn VinFast Lux SR 2.0 là 874 phiếu tương đương 58%, lựa chọn Peugeot 5008 là 594 phiếu tương đương 39% và lựa chọn khác đưa ra là 38 phiếu tương đương 3%. Bên cạnh đó, tính tới thời điểm này thì câu hỏi nhận được tới 67 ý kiến phản hồi. Chúng tôi xin phép gửi tới quý vị khán giả những ý kiến phản hồi quan tâm nhất. Ý kiến từ bạn Nguyễn Minh Hiệu: mình đi SA thấy hơn hẳn 5008. Trước đây mình đi Camry 2011. Một hôm cho mượn xe nên mượn tạm con xe thằng em 5008 để đi về quê. Mà đến lúc về trả xe cảm thấy đau hết người. Lái xe 5008 thì ghế cứng, hệ thống treo không êm ái, đi đường xa rất mệt mỏi. Vọt và bề thế thì không có cửa so với SA. Bạn hai thứ thì có ý kiến: cứ SA 2.0 thôi bác ạ, không hối hận tí nào đâu. Máy khỏe, êm ái, em chạy một mạch Hà Giang cả nhà mà êm ru, không lừ đừ một tí nào. Mà nhìn ngoại thất thì khỏi chê luôn, mãi không chán được. Từ hồi cưới vợ hai hồi cuối năm ngoái tới bây giờ vẫn thấy xe mình bốc lửa hơn hẳn các xe khác. Bạn Lệ Bình thì cho ý kiến: mình đi Lux SA, xe mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, đi đường dài đầm, đi lên địa hình thử thách, đường khó đi thì vẫn chiến tốt. Nữ mà lái Lux SA quãng đường Phan Thiết Sài Gòn thì không có cảm giác mệt mỏi luôn. Có lẽ hệ thống treo của VinFast là một trong những điểm cộng lớn nhất cho dòng xe này. Chưa kể là nhận diện tốt, chính sách giá thì cũng đang siêu tốt. Nguyễn Tập thì nói: ủng hộ bác Vượng đi, em đang phấn đấu lấy em SA đây. Bạn Minh Anh: chọn VinFast bác nhé. Về chất lượng xe, cảm giác lái thì hơn hẳn là Peugeot 5008. Chưa kể là VinFast bảo hành và có nhiều chính sách tri ân cho khách hàng mua xe, đảm bảo hơn hẳn các hãng khác. Việt Anh thì nói: cá nhân đã sắm Lux SA từ hồi tháng 6. Thật sự không phải hối hận về bất kể một điều gì, cảm giác lái rất ok, êm ái và cũng để ủng hộ thương hiệu Việt. Mình là người Việt mà. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn. Nisuka: chọn VinFast Lux SA 2.0 êm ái hơn hẳn so với Peugeot 5008 do có hệ thống treo độc lập, cảm giác lái cũng phấn khích hơn. Peugeot 5008 khoang lái có thiết kế theo kiểu khoang lái máy bay, ngoại thất thì hầm hố nhưng mà đáng tiếc là hệ thống treo sau vẫn sử dụng dầm xoắn, hệ thống treo cho xe giá rẻ. Nếu bạn chỉ loanh quanh đi ở phố thì xe nào cũng ổn hết. Còn nếu bạn ở ngoài thành phố thì phải xem xét hãng nào nhiều đại lý ở khu vực bạn sống hoặc hay di chuyển để tiện cho việc bảo dưỡng và thay thế nhé. Ông Năm thì nói: Lux SA hơn hẳn 5008 về mọi mặt. VQK cho ý kiến: về chất lượng thì rõ ràng SA hơn hẳn 5008. Cụ cứ search vài bài review sẽ yên tâm hơn. SA cũng rộng rãi hơn nếu như cụ thích xe rộng. Chưa kể xe VinFast đang miễn trước bạ lại có thêm nhiều ưu đãi khác. Em nghĩ cụ cứ mạnh dạn chốt em SA đi. Thuy Anh thì nói: không phải nghĩ đâu bác, cứ mạnh dạn chọn Lux SA 2.0 đi bác. Cầm tay lái mượt mà, tự tin hơn hẳn đấy. Mạnh thì cho biết: Lux SA hơn quá nhiều, chưa kể xe Việt nữa, mình ủng hộ người Việt vẫn hơn. Khôi Nguyên thì cho ý kiến: 5008, nội thất đẹp, đặc biệt là phần táp lô nhìn như là siêu xe. Peugeot hàng tiêu chuẩn châu Âu và là hãng xe lâu đời, hệ thống bảo dưỡng, bảo hành và linh kiện thay thế cũng dễ dàng. Đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Hà Hoàng lại nói: sáng suốt thì bạn nên lựa chọn Lux SA. Hàng Bu thì cho biết: chọn VinFast bạn nhé. Chất lượng mà giá thành lại quá hợp lý. Nói chung là trong tầm tiền này thì chọn VinFast Lux A là lựa chọn tốt nhất. Su Ung: VinFast Lux SA bạn nhé, ủng hộ thương hiệu Việt đi mà. Gia Hưng thì lại nói: xe Việt lại được khẳng định rồi nên cứ ủng hộ đi. Xe Peugeot thì cũng được nhưng nghe vẻ là ít người đi thay thế khó khăn lắm. Hoàng Nguyên: Lux SA
Với tầm giá dưới 2 tỷ thì không có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Nếu bạn hay di chuyển đường ngoài thành phố nữa thì lại quá tuyệt vời. Tuấn Phúc đã chạy qua cả hai loại thì lựa chọn cuối cùng là SA2.0, cảm giác vận hành phê hơn hẳn. Nguyễn Hoàng Linh: VinFast nhé, không cần suy nghĩ nhiều. Minh Lê: VinFast sở hữu nhiều lợi thế về kỹ thuật và hệ thống đại lý phủ khắp. Riêng việc sở hữu ô tô Việt Nam thì tính hữu dụng và tiện lợi cần phải đặt lên hàng đầu. Trần Công Phương 2017: mua hãng xe Việt chắc ăn hơn nhiều, xe châu Âu sau này mệt mỏi lắm. Còn Kiêu Kiêu Hùng thì cho biết đang đi xe máy, nhưng mình thì cũng biết là nên chọn VinFast đấy. Công Văn Phan: những kết quả khảo sát rồi đưa ra quyết định. NQTrang.vlube thì cho biết: một con Âu chính hiệu, một con hồn Âu nhưng xác không biết mà các thánh ở trong này anti khí thế. Khun Sâu Khun thì cho biết: nếu đã có nhiều xe rồi thì mua Vin, còn lần đầu mua xe mà thích đẹp mắt thì mua Peugeot 5008. VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.